Chào mọi người, mình là Thảo, mình hiện đang định cư tại tiểu bang Washington của Mỹ. Thì hôm nay mình đang ở cái nhà di động vợ chồng mình mua cách đây được 2 tháng để mình phụ chồng mình sơn cái cánh cửa cho cái phòng trong cái nhà di động. Thì đang trong quá trình sơn thì mình cũng có thời gian, mình chỉ làm bằng tay thôi nên là miệng mình vẫn nói được. Nên là mình xin chia sẻ với mọi người một cái chút ít thông tin sao mà vài tháng sống ở đây thì mình tìm hiểu được. Thì mình dựa vào cái trường hợp trước mắt mình thấy thôi thì mình xin chia sẻ. Đối với bản thân mình á thì là mình chia sẻ về cái việc mà cho thuê nhà di động ở Mỹ. Thì đây là cái mô hình mà vợ chồng mình đang hướng đến. Thì vợ chồng mình đang kinh doanh nhà di động trong cái công viên nhà di động mà vợ chồng mình đã mua. Thì trước khi mà mình qua Mỹ định cư với chồng mình thì chồng mình có bàn bạc về cái việc là mua một cái công viên nhà di động. Thì sau khi nhất trí mua thì hiện tại là vợ chồng mình đang cày cuốc để trả nợ. Mua cái công viên nhà di động không hề rẻ mọi người. Cái công viên nhà di động là hiện tại là vợ chồng mình còn đang thiếu ngân hàng là khoảng 10 tỷ Việt Nam đồng. Thì trả thôi, ráng trả thôi. Có chơi thì có chịu thì mình đồng ý mua thì mình đồng ý phải trả. Thì hiện tại thì là hàng tháng thì vợ chồng mình vẫn trả góp cho cái khoản nợ của ngân hàng. Thì hình thức mà kinh doanh nhà di động ở Mỹ, mình không ở những cái tiểu bang khác thì mình không biết sao, nhưng mà do là cái chỗ mình ở là một cái thị trấn nhỏ thôi à, nên là mình thấy kinh doanh cũng đơn giản. Chi phí mà cho thuê thì cũng rẻ à, người thuê người ta trả cũng không có cao đâu mọi người. Nếu mà cái nhà di động mà của người thuê người ta mang tới cái công viên nhà di động, người ta chỉ thuê đất của vợ chồng mình á, thì hàng tháng mà người ta trả từ 200 đến 300 đô. Còn nếu mà người ta không có nhà di động, người ta tới người ta thuê nhà di động mà của vợ chồng mình đặt trong công viên nhà di động á, thì người ta trả chỉ từ 500 đến 600 đô một tháng. Thì cái công viên nhà di động của vợ chồng mình nó không có rộng đâu lắm đâu, nó không có rộng lắm đâu, nó khoảng nó đặt được khoảng từ 20 đến 30 cái nhà di động thôi. Thì do là còn vẫn còn chỗ trống nên là vợ chồng mình mới mua cái căn nhà di động này. Căn nhà di động này thì nó cũ à, mua chi phí này nọ là hết khoảng 2.000, và chi phí mà mình mua vật liệu xây dựng để sửa chữa này nọ là còn hiện tại nha là hết là 5.000 rồi. Mình không biết là sau khi hoàn thành á là nó đổi giá lên bao nhiêu, nhưng mà chắc mình nghĩ là cũng khoảng tầm 10.000 á, chi phí này nọ là hết 10.000 á. Nhưng mà sau khi sửa xong thì mình sẽ cho thuê là được khoảng từ 500 đến 600 đô một tháng. Tính ra là mình cho thuê trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm là mình lấy lại vốn. Sau khi lấy lại vốn là mình ăn cả đời luôn mọi người. Nói ăn cả đời thì nó quá. Mình cho thuê 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Trong thời gian đó thì người thuê mà người ta thấy hư chỗ nào người ta gọi điện thoại tới thì mình tới mình sửa thôi. Thì cái này ăn lâu dài, cái này mình tính được lâu dài. Ăn là vài chục năm chứ không có tính mà 1 2 năm. Do đó là mình cũng không có cảm thấy là quá cực khổ gì hết. Mình từ con nhỏ không biết gì hết mà qua đây thì cuộc sống mà mưu sinh thì cũng học hỏi tìm tòi. Trong cái lúc mà chồng mình sửa nhà là mình nhìn, mình quan sát cái nào không biết là mình hỏi, rồi mình quan sát cái chồng mình làm sao mình làm y vậy. Cái chồng mình thấy à mình làm được, cái chồng mình hướng dẫn cho mình, hướng dẫn mình à em phải làm như thế này, em phải làm như thế kia nó mới đúng, thì mình làm theo cái lời của chồng mình. Thì hiện tại tới bây giờ từ một con nhỏ ở Việt Nam không biết gì qua bên đây thì giờ mình sơn được cửa nè. Nói chung là mình làm cũng mình sơn cũng được lắm, mình chưa có sửa được chứ mà mình sơn được thì đó cũng là một cái hay. Sống ở đâu cũng phải phấn đấu mọi người ơi, nghĩ về Việt Nam gì mà không làm là cũng chết đói à, có làm mới có ăn chứ không làm là đừng có hy vọng là không làm mà có ăn, không làm mà có ăn là mình không biết cái trường hợp đó là như thế nào. Chứ mình đó là mình phải cố gắng phải làm. Thì
làm á ở bên đây nha. Mọi người cũng thắc mắc sao mà ở bên đây mà làm dữ. Chỗ bên đây á, mình mà không làm á, mình mà thuê người là mình nghèo luôn. Bên đây cái tiền mà thuê tiền mắc lắm. Nói có sách mắc cá chứng. Là bữa trước á, là chồng mình cho, lúc mà cho thuê một căn nhà ở một cái thị trấn khác á, là do là vừa hết mùa đông mà người ta lại thích có cái máy điều hòa nên chồng mình lắp máy điều hòa. Thì trong quá trình lắp thì chồng mình lắp sai một cái thông số của cái máy điều hòa đi, nó không hoạt động. Mà chồng mình tìm hoài không ra nguyên nhân, chồng mình mới gọi đến cái công ty mà chuyên và lắp đặt cái máy điều hòa đó. Thì người ta cử anh nhân viên nó tới, anh nhân viên nó đứng, nó nói trong vòng 30 phút thôi, chồng mình đi mua cái khác, cái thông số đó về thay vô cái ổ áp gì đó mình cũng không rõ nữa. Về thay vô thì vừa thay vô là cái máy nó hoạt động ngon lành cành đào luôn. Sau đó thì bill gửi về chồng mình phải trả là 150 đô cho 30 phút đứng nói chuyện thôi nha. Bởi vậy ở bên đây á, mà thuê người làm á, là từ nghèo tới mạt luôn, nên làm được cái gì là vợ chồng mình tự làm hết. Cái gì mà mình học được á là mình cũng tự cố gắng mình học luôn. Mình học là vừa tự trau dồi kiến thức cho bản thân mình nè, mà vừa giúp được chồng mình nè. Thì hôm nay chồng mình đang đi làm ở bệnh viện rồi nên là mình ở nhà một mình, là mình chạy qua cái công viên nhà di động để mình sơn. Thì đây là mình đang sơn cái cánh cửa thay cho cái cửa trong cái phòng của nhà di động á, mà mua nó là 33 đô mà người ta cũng có sơn màu trắng rồi nha, mà cái màu nó không được trắng tinh nên là mình sơn tiếp, mình sơn đè lên thêm 2 3 lần nữa cho nhìn cho nó đẹp cho nó vừa ý. Nhà di động ở Mỹ được sử dụng nhiều lắm nha mọi người, nhà di động ở Mỹ người ta sử dụng nhiều lắm. Tại vì hả, không phải ai người ta cũng có tiền để người ta mua cái nhà ở bình thường đâu, nên là người ta mua cái nhà di động để người ta ở. Thì nhà di động mà loại mới đó mọi người là từ 30.000 đến 60.000, tính ra là gần cả tỷ Việt Nam đồng chứ đâu có rẻ. Mà mua cái đó xong rồi thì người ta không cần phải sửa chữa nên là cũng không có tốn tiền sửa chữa nhiều, mua cái là ở liền. Nên là ở bên đây người ta ở bằng nhà di động nhiều lắm. Ở Việt Nam mình thì chưa có chứ mà ở bên Mỹ người ta nhiều gia đình người ta sống bằng nhà di động từ đời này sang đời khác luôn đó mọi người. Thì khi mà người ta mua nhà di động á thì người ta đỡ cái tiền mà xây dựng nè, đỡ tiền mà sửa chữa nè, rồi người ta chỉ còn có miếng đất rồi người ta đặt cái nhà di động vô, rồi người ta lắp đặt cái hệ thống mà giữ ấm vào mùa đông và giữ mát vào mùa hè thôi, thế là người ta ở à. Còn nếu mà người ta sửa xây nhà thì người ta mất quá được tiền đi, người ta sẽ không 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 dùng biện pháp đó. Thì mình không có tiền nên là mình mua cái nhà di động cũ, sau đó mình sửa chữa lại mình cho thuê. Thì đó là cái công việc kinh doanh của vợ chồng mình. Thì cần cù lao động thì mình sẽ học đạt được thành quả thôi. Hiện tại thì bây giờ vẫn còn mắc nợ nhưng mà ráng làm 10 năm nữa đi thì hết nợ, thì lúc đó ngồi không ăn quả ngọt. Chứ giờ mà không làm thì 10 năm nữa cũng phải đi làm à. Mình là mình tính đường xa chứ mình không có tính đường gần. Cho thuê nhà ở Mỹ mọi người, cho thuê nhà ở Mỹ khác chứ Việt Nam xa lắm mọi người. Cho thuê nhà ở Mỹ á, người chủ mà cho thuê giống như là ô sin gì đó, giống như ô sin vậy nha mọi người nha. Mình nói như vậy á, là bởi vì á, lúc mà mình cho thuê cái nhà ở cái nhà mà mùa đông vừa rồi vợ chồng mình cho thuê đó, thì là họ ở được mới có 1 tháng à, cái họ gọi điện thoại họ báo là
họ rửa chén nước nó không có chảy xuống, nó bị nghẹt đi, nó bị nghẽn cái hệ thống mà thoát nước. Thế là vợ chồng mà mình phải tay xách nách mang chạy qua để thông cái hệ thống mà thoát nước của mọi người. Tự chồng mình làm luôn chứ không có thuê người, tại thuê thuê là mắc lắm. Mà cái đó thì chồng mình biết nên là chồng mình tự làm. Nó đã cho thuê nhà ở Mỹ á. Cho thuê nhà ở Mỹ á như là ô sin vậy á. Ở Việt Nam á mình mà cho thuê nhà thì giống như là ông Hòn bà Hòn ấy. Chứ mà ở Mỹ mà cho thuê nhà thì giống như là ô sin vậy á. Người chủ á cho thuê như ô sin vậy. Nên là làm từ việc lớn tới việc nhỏ, những cái gì mà trong cái nhà mà mình cho thuê mà bị hư là mình phải sửa chữa, rồi mình phải mình làm phải làm đủ á, công tác này nọ trong cái nhà mình phải làm đủ. Còn cái người thuê, người ta chỉ biết thuê rồi người ta trả tiền điện rồi tiền nước, với lại người ta trả tiền hàng tháng mà người ta thuê cho mình thôi. Như là cỏ là mình cũng phải tự cắt luôn mọi người, cỏ là mình tự cắt luôn á. Thì đó là cái chia sẻ của mình ý sao mình chia sẻ vậy thôi. Mình thì ớt ngồi đáy giếng lắm, mình ở cái thị trấn nhỏ mình không có được đi ra ở, để mình không được đi ở những cái tiểu bang khác để mở mang tầm mắt, chỉ được gặp cái trường hợp của vợ chồng mình sao thì mình chia sẻ như vậy thôi. Mong là mọi người biết được thêm chút ít về cái việc mà cho thuê nhà ở Mỹ. Mọi người có cái thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho mình sẽ biết sao mình sẽ chia sẻ như vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip của mình. Hẹn mọi người ở những cái video clip tiếp theo, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Mọi người nhớ đăng ký giúp mình nha.